thì hồi sáng mình có nhờ anh 12 đi ăn giùm Hằng cái ta lưới. Thì bây giờ Hằng cùng mời cả nhà đi hắm ta lưới coi có cá không nha. Mà chắc ăn là phải có đúng không mọi người? Nhưng mà ít hay nhiều thôi. Bây giờ mình đi nha. Mọi người ơi, cá nó nhít thì kìa, cá nó vộn cho cái tay lưới của mình rồi đó. Bây giờ thì mình mời mọi người cùng theo cha Hằng để đi xuống tắm buổi sáng nha. Vừa tắm vừa bắt cá luôn. Ở rau muống đây, chút xíu mình thái rau muống để nấu canh chua luôn. Để dưới đây đó. Cái này thì chưa ăn gì, tranh thủ buổi sáng. Bởi vì giờ này nó tối rồi, mình thăm coi có cái gì vô mình nấu canh chua luôn, ăn sáng khỏi tốn tiền. Ơi, bữa nay ở đây có ốc quắn rồi nè. Ôi, hồi tối trời mưa sao giờ sáng cứ nó lạnh quá vậy ta. Ây da, lạnh quá. Ô, lạnh quá mọi người. À, ý. Này cha mẹ, chỉ cho con nghe. Con cá kìa. Cả nhà ơi, nước bữa nay trong nè, thấy cá luôn á. Chỗ cái phao này nè, quý mực cô chú. Đó, con cá nó nằm ở dưới luôn á. Nó đã xa vô bẫy rồi. Đây, nó nhúm nhít luôn. Đây thì cái ta lưới của mình là bên đó, dài tới. Cái ta lưới của Hằng là lưới ba màng, cái ta lưới này là ta lưới nha, như là bốn phân, nó bự hơn ta lưới kia, nó xỉu rồi nhưng mà vẫn còn tươi nha. Đây, giống cái gù bí quá, nó ố nu à, mà nó có một khúc ngọt à. Hồi nãy thấy cá nó quặn ngay đây luôn mà, để giờ anh thử. Ủa, đây con này nãy Hằng quay cho cả nhà coi nè. Trời ơi, con muốn ngon quá. Cá này nhỏ quá, chắc hả lại cho nó bự á. Con cá nó nhỏ. Ây á. Chưa không? Chắc là... Ê! Trời ơi, cá nhỏ, cá nhỏ. Trọng con muốn nhỏ nha, tình á. Tự nhiên vô đây làm chi để cho thằng hái luôn. Đây đừng có phóng lum la không biết trường mở luôn nè. Đây mọi người ơi, nhỏ quá mấy con này mình đâu có lấy được gì đâu. Bắt đi chúng thả rồi. Để chúng vô tới ướng nữa. Mình bắt chút xíu mình thả nó lại nha, nó nhỏ quá. Ôi caramel ơi, sao có cá vậy trời. Gì kìa, rồi cá nhỏ không à, ở ngoài này sâu nha, ở trong đó thì nghe nó quẩn, ngoài này thì cái bụng luôn. Đây thù mày dính vào đó thôi. Hầm này là cái khuy bự bự luôn á. Đồ hổng làm sao dính vào cái bự không luôn mà sao mình dăng này dính cái nhỏ không ta. Nè.
luôn rồi. Trời ơi, đây cuối cùng cũng có một em bự. Để coi là nó đi rừng nào đi kìa. Đây nè, nó vô nó quậy không biết được. Giải cứu con cá rô phi này mới được. À, bên đây, bên đây. Cái bụng hàng nó kêu, nó bụng quá à, cái nhà ơi. Cái bụng nó kêu. Đây. Cũng hơn. Ui, ui, ui. Cá chơi, cá chơi. Đường nào vậy ta? Nhìn cái ngạnh đó đúng không? Nó sẽ dễ hơn. Nó nhớt quá à. Hình như nó xỉu. Ê! Nó còn sống. Thằng sợ nó khóc nhất ghê. Chắc phải bứt nhẹ một bên để lôi nó ra. Ơi. Thằng ít có chịu, ít có mở cái chơi lắm. Nó nhảy cả nhà. Rồi đó. Cái chỗ này là nó sẽ bị gắt rồi đó. Đây. Ơi, ơi. Ơi. Nó có mấy cái nhặn. À, ở đâu có con cua nó. Sợ nhất là mấy con cua nó vô ta lưới mình á. Mấy con cua vô ta lưới là nó vô nó quậy, nó kẹp banh ta lưới hết luôn. Con này nó vô nó nhẹ nhàng được xíu nè, cũng dễ mở nè. Nó kẹp vô cái này. Ôi cá sạch. Ờ, cá nó đi. Có cá vô hả? Ừ. Đây cá sạch cũng nha. Đây có. Ôi, cá chơi, cá chơi. Cá chơi nữa. Nhưng mà nó quậy dữ rồi nè. Ôi, cá này xỉu rồi. Ờ, nó quậy kìa. Một dòng nữa. Đúng không ta? Đúng rồi. Đúng rồi nè cả nhà. Mình sẽ kiếm cái đường. Đây.
ơi nó quậy. Hợp tay vô cái chỗ này là mình sẽ lấy con cá ra được nè. Nó xỉu rồi. Nhưng mà vẫn còn tư nha. Sắp hết là mình đi vào bên. Bây giờ Hằng sẽ cuốn tay lưới dài vô luôn nha quý mực cô chú. Để mình kiếm dài, mình cuốn dài vô coi còn móc cá nào, còn con nào nó vô lại nữa không. Xíu hái rau muống vô xào tỏi tiếp. Sáng quên. Hả? Sáng quên. Quay lại chắc hái một ít rau muống vô.
bấy nhiêu đủ mình ăn được. Rồi luôn. Vậy là bữa sáng hôm nay là mình không có bị không có tốn tiền mua đồ ăn rồi đó. Như đây cá thì cũng đủ để mình ăn rồi. Con cua với con cá nhỏ mình thả lại nha. Đây, mình thả mấy con cá này lại nha. Rồi. Còn bốn con này thì năm con này thì mình sẽ vô mình muối chiên nha. Con cá này sống, con cá này nướng ăn ngon. Cá này nó hơi xỉu, nó xỉu rồi chắc nướng ăn nó không có ngọt. Comment góp ý cả nhà đó là con mấy con cá này nó xỉu rồi, kho tiêu con sẽ ngon, kho tiêu với rau muống sợi tỏi thì hết sảy đúng không? Dạ thì Hằng cũng xin kết thúc video tại đây. Quý mời cô chú nó cả nhà thấy video văn lưới của mình hôm nay hay cho Hằng một like và đăng ký kênh đi. Bye bye cả nhà.